Ông xã Mai là chuyên gia khùng vậy đó. Già già nhưng mà tính rất là trẻ mọi người ha. Với cả nhà, bây giờ là gia đình mình sẽ đi ra để thăm một cái thị trấn nhỏ, đó là Niagara Falls on the Rock. Đấy. Great, no, Niagara on the lake. Niagara on the lake. Ok. Mình tới đây để giết thời gian ha, trong khi chờ tới giờ trực thăng bay. Đây, bây giờ nhà mình đi tới cái hồ rất là to ở đây ha, gọi là Niagara on the Lake. Cái hồ này là một trong năm cái hồ nổi tiếng. Cái gimbal của Mai nó đã hư rồi. Hồi sáng nay Mai làm rớt ở cái airport đó, với lại Mai nghĩ là do là mình đi hôm qua mình quay cái Niagara Falls đó, ướt nước nó vô xong rồi bị rớt nhiều lần á, nó hư rồi mọi người. Bây giờ là không có turn on được nữa, không có bật lên ha, không có đèn, không có gì hết á. Thì chắc là hôm nay Mai quay nó sẽ hơi bị rung tay ha, cả nhà mình thông cảm. Đây là cái hồ, cái hồ này tên là Ontario. Đây là một trong những cái hồ trong năm hồ rất là lớn ha, ở khu vực này lớn mà người ta tưởng là biển, mọi người tưởng là đại dương ha. Và khi mà những trong cái trường chương trình phổ thông của mấy đứa nhỏ này thì có dạy năm cái hồ này luôn đó. Ông xã Mai thì đang ra trả tiền đậu xe. Ở đây họ có máy để trả rất là tiện. Wow, đây mọi người. Đây là cái hồ mọi người ơi, không tin được nha. Wow, mình không tin được đây là một cái hồ luôn mọi người, không có thấy bờ luôn mọi người, thấy không? Ngoài đó y như là sóng biển vậy đó. Mai sẽ zoom lên cho mọi người thấy nha. Đây là Lake Ontario ở Canada mọi người ha. Mai đang ở Canada, giống y như là sóng biển vậy đó. Bởi vì đây là một trong những cái hồ mà các bé được dạy trong chương trình phổ thông, ông xã Mai nói đó, là năm có năm cái hồ rộng và kết nối với nhau. Và người ta tưởng, cứ lầm tưởng đây là cái đại dương là biển ấy, mọi người, nhưng mà thật ra nó là một cái hồ ha. Ông xã Mai đang Google để chỉ cho các bé coi nè. Đây. Đây là cái này. Đây là năm cái hồ có tên là Great Lake. Năm cái hồ gần nhau ha, kết nối với nhau ha, tạo nên một cái khu vực rất là rộng lớn gọi là ngũ hồ đó. Bởi vì nó là làm nên nguyên cái khu vực này rất là rộng, rất là mát ha. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cái bậc thang này để đi gần cái hồ này hơn để cho mọi người xem nha. Hồ này đẹp kinh khủng luôn. Xung quanh đây là công viên á mọi người. Y chang như là cái golf club vậy đó. Nguyên một màu xanh ha, đầy thảm cỏ và hoa. Đi xuống con, đi. Rồi. Mọi người thông cảm tại cái gimbal của Mai hư mất tiêu rồi. Nên nó hơi xét xét. Wow, đây là cái con đường bằng đá mà họ xây dựng để mình đi ngay kế cái bờ hồ luôn mọi người. Cái bờ hồ này to to, thật là kinh khủng to. Rất là nhiều người họ đi dạo đây ha. Mai thấy là vòng vòng đây có nhiều cái chỗ mà họ cho thuê xe đạp rồi cho thuê này nọ đó. Chứng tỏ là rất nhiều người tới đây để du lịch luôn á. Đây, ông xã Mai thì dẫn hai đứa nhỏ đi đường này, thành ra là Mai phải quay lại ha. Mọi người nhìn thấy họ có thể xuống dưới đây giống như biển vậy đó ha. Mọi người thấy sóng vỗ vì rào, bởi vì họ lầm tưởng là biển là đúng rồi đó mọi người. Thấy rất là giống luôn, rất là đẹp ha. Dưới đây là có đá nữa ha. Ở đây giống như một cái công viên, một cái vườn thực vật rất là đẹp ha. Họ trồng hoa rồi tạo những cái tiểu cảnh cho du khách tới chơi á. Những ai mà yêu thiên nhiên thì Mai thấy đây là một nơi cũng khá là thú vị ha. Cả nhà, khi mà gia đình Mai đi du lịch đó, thì mình sẽ book những cái tour nhỏ nhỏ như thế này, và trong khi đó thì mình sẽ ngẫu hứng đi xe thăm những cái điểm mà mình không ngờ tới ha. Những điểm xung quanh đây mà mình vô tình biết được á. Thì cái địa điểm cái hồ, cái Great Lake này hôm nay là mình vô tình biết là do cái anh hồi nãy mà anh tài xế trực thăng, anh dẫn mình đã tham quan một cái vòng trực thăng xong á, thì ảnh chỉ cho gia đình mình đến đây ha. Em Mai quay lại một vòng nữa cho mọi người xem cái chỗ này ha, xong rồi Mai sẽ đi theo ông xã với con gái của Mai. Y như hồ biển vậy đó ha. Đây. Ở đây họ chèo thuyền kayak nữa nè mọi người, họ có mấy cái thuyền nè. Ra đây chèo thuyền cũng khá là vui á ha. Nhưng mà thấy nguy hiểm á, hồ to quá. Wow. Đây mọi người, đây là cái bảng mà những người mà họ đã bơi từ bờ bên này qua bờ bên kia của cái hồ này ha. Đây nè, đây là 32 dặm nha. Xuyên qua cái hồ này 32 dặm, mày nghĩ là khoảng 50 mấy cây số đó. Đây là cái tên của họ nha. Wow, mấy người này đúng là làm những chuyện rất là điên rồ ha. Mai không thể làm được điều đó. Bơi 32 dặm xuyên qua cái hồ này. Wow, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng.
Honey, do you want to swim across yes, the... Yes, I'll do it. Mày hỏi ông xã là có muốn bơi qua không? Ông xã nói, ừ, ông bảo sẽ bơi. Đó, hai bà này đi với bà nó mệt lắm mọi người, than phiền. Rồi ha, đủ chờ hết á. Nó không có biết là quý trọng những cái mà nó có đâu. Nó đâu có biết là nó được sướng hơn người ta rất là nhiều ha. Đây là một cái chỗ để thưởng ngoạn ha. Một cái lều, một cái nhà ha. Rất là mát. Ông xã mày nói là ngay tại cái chỗ này nè, cái lều này nè mọi người, là trong cái bộ phim Dead Zone là có một người đàn ông giết cái cô gái ở trên cái lều này. Toàn là phim kinh dị gì không mà nói chuyện kinh dị. Ông xã mày rất là thích phim ha. Đó là những cái bộ phim mà kinh điển đó, là ông xã mày coi đi coi lại như là James Bond, coi nhiều lần mà coi cả ngàn lần mà mai muốn bệnh với ổng luôn vậy đó. Cả nhà bây giờ thì gia đình mai sẽ đi dạo tiếp ha, dòng cái con đường dọc bờ biển, quên, dọc bờ hồ này. Đó, phía sau lưng mai là một con đường rất là dài, mọi người thấy cảnh quan xung quanh đây rất là đẹp không? Họ chắc là sẽ bỏ rất là nhiều tiền để xây dựng cái chỗ này để cho mọi người đi tham quan ha. Đó. Ông xã mới nói hồ này chưa phải là hồ bự nhất trong năm hồ đâu, mà chỉ là cái hồ nhỏ nhỏ thôi đó. Cái ngũ hồ nó còn to hơn nữa. The Great Lake. Đây. Không biết hai đứa nhỏ này nó tha cho hai đứa vợ chồng mình nắm tay nhau. Hai bà nhỏ đi cái con đường đi xuống. Xuống. Ông xã mới nói chỗ này rất là đẹp ha. Ừ, mai cũng thấy đẹp thiệt. Cái này mà bay drone chắc đẹp lắm mà. Gia đình mình hôm nay lại quên mang cái drone đi để bay cho mọi người xem thôi. Đây. Mai với ông xã đã đi tới cái khúc cuối của cái đoạn đường đi dọc bờ cái bờ hồ này rồi. Đó. Đây là đoạn cuối ha. Thì mình sẽ quay ngược trở lại. Con gái Mai nó trốn mày ở sau gốc cây á, là hai đứa nó chạy ra cái chỗ gửi xe trước ha, xong nó ra gốc cây nó trốn mình. Bây giờ Mai với ông xã cũng trốn lại sau gốc cây đi. Ông xã Mai là chuyên gia khùng vậy đó. Già già nhưng mà tính rất là trẻ mọi người ha. Is an idiot. Idiot. Hai đứa này nó đứng nó múa nó đợi xong nó bị quê, nó đi vòng vòng nó cười cười thấy mình quay phim nó bị quê. Qua tới hồ này rồi mà vẫn còn tới đây mà vẫn còn cái hồ bự nè mọi người, chứng tỏ là cái hồ này rất là to mọi người ha. Wow, nhà khu vực này rất là đẹp mọi người ha. Cái nhà này đang bán nè, có 4 cái chỗ gửi xe luôn, dữ dội ha. Nhà khu vực này đang là biệt thự bự không, đẹp lắm. Đẹp lắm. Hi, is this Doug? Doug? Stand by, I'll be there in about this, hon. Đó, mọi người nhìn thấy không, cái khu này đẹp dễ sợ. Bây giờ ông xã Mai đang định coi cái ngôi nhà đó ha. Cái ngôi nhà mà nãy đang rao bán đó. Để coi bao nhiêu tiền. And hon, you're gonna... Nhà khu này toàn là đẹp đẹp không à, nhìn thấy cũng thích nữa. Oh my god, the house goes way far back. I told you, it's really big. Yeah. It is a massive house. Ngôi nhà đó là 12 triệu đô. Là bao gồm cả nội thất luôn mọi người. Đây, cả nhà Mai đang đứng trước một cái xưởng, cái nhà máy sản xuất rượu vang ở đây đó mọi người. Thì hôm nay Mai sẽ đi tham quan một cái tour vòng vòng đây coi như thế nào ha. Ở ngoài đây họ có để cái thùng mà chuyên ủ rượu vang hồi xưa đó. Mọi người nhìn thấy ha. Đó. À, đây họ để cái chặn này, mắc cười chưa? Vô thôi. Hello. Đây họ bán rượu luôn nha mọi người. Họ có xưởng có bán luôn. Đây. Ở đây họ bán nhiều loại rượu vang lắm mọi người ha. Họ trưng bày rất là nhiều và đây là những cái loại rượu mà có năm có tuổi nè mọi người ha. Năm 2000 nè. Đây, khi mình vào đây thì mình họ sẽ cho mình uống thử mọi người, mình tham xong một cái tour này họ cho mình uống thử ha. Đây là những loại rượu họ có nè. Những cái bàn này là những cái thùng rượu mọi người thấy dễ thương không? Đó.
là họ nói họ sản xuất rượu tại đây luôn. Họ hỏi mình là muốn lại thử cái loại đó hay không thì họ sẽ cho mình thử. Ví dụ cái chai này là 108 đô nè mọi người. Hai chai là 108 đô. Mình hỏi là sợ là hải quan không có cho mang về mà chồng mình nó cho. You try it first, you try it first. Ông xã mình uống. Bây giờ mình sẽ uống thử nha. Này fruity là giống như trái cây á mọi người. That's enough for you. Đó, mình sẽ thử một loại rượu thứ ba nữa. Đây là một cái loại khác nữa, mình sẽ thử nha. Loại này cũng ngon nè mọi người, nó không có bị gắt ha. Để tới chồng mày thử. It's like COVID a year ago, January. I lost my ability to taste almost anything. Onions. Chồng mày nói là bị COVID xong á, bị mất cái khẩu vị á, không có nghe được cái mùi gì hết. Đó, họ cho mình thử xong rồi họ sẽ bán cho mình ha. Mình có quyền thử chứ. Tất cả loại rượu này họ đều sản xuất tại đây. Đây là cái xưởng sản xuất rượu luôn mọi người. Họ trưng bày rất là đẹp mà thì rất là vui. Hay nếu mà mình đi với một nhóm bạn đây cũng khá là vui. Đó. Đây chị này chị nói có rượu white mà rượu vang mà bằng mà đá mọi người. Nó rất là ngọt thì mày thử không? Mày thích cái đó đó. Tại ngọt là mày thích rồi. Mình sẽ thử ha. Nghe lạ đó, thử hơi xỉn luôn. This one good. Nó ngọt. Đó cho chồng mày thử. Like it? Really good. Yeah, it's so good, right? Nó ngon á, rất là ngon, it's fruity, right? Okay. It's so good, this one good. Yeah. Mình sẽ mua cái loại này. Rosé was good. Yeah. Chồng mày muốn mua đủ thứ. Thật ra là vợ chồng Mai là không có uống rượu nhiều nhưng mà cái loại này rất là tốt, rồi rất là ngon chứ quên. Cái ice wine này nè, nó rất là ngọt và nghe rất là giống như là nước trái cây vậy đó, nó cũng không có nghe mùi rượu nhiều. Thơm nữa, ngon quá. Nghĩa là cái ice wine đó nếu mà mình mở ra thì mình chỉ được uống trong vòng một tháng thôi. Nhưng mà nếu mà uống quá một tháng là hết hạn mọi người. Còn gái mày uống nước nè, uống nước trong cái ly rượu nữa. Nghĩa là họ chỉ dùng một cái giọt rượu để lên men thôi, còn tất cả là từ grapes ha. Cái này là làm mùa đông mọi người, phải làm trong mùa đông, do đó thì nó ngọt hơn bởi vì nó nhiều nho hơn là những cái loại rượu kia. Và nó rất là ngọt và rất là nghe mùi nho rất là ngon ha. Cái loại rượu này mày rất là thích. Ok, don't worry. Cái loại chai này, cái ice wine này Mai rất là thích và nó rất là nhỏ luôn. Thì Mai quyết định là Mai sẽ mua một thùng về để làm quà tặng cho tất cả bạn bè hay là người thân á. Mà mình uống cái loại này cũng rất là ngon, Mai thấy rất là ngon luôn. Chưa bao giờ mình thích rượu, mình lại thích cái rượu ice wine này ha. Rất là ngon. Này, ông xã Mai hỏi có cái gì cho con gái Mai uống không? Thì một cái thì một cái nước chanh với một cái Pepsi cho con gái của Mai ha. Đó. Ông xã Mai nói là cứ tính tiền đi, không có sao hết. Đó, giờ hai bạn này cũng được phục vụ thấy không? Hai đứa này vô đây mà không được uống gì là cũng kém miếng khó chịu. Thành ra là phải phục vụ cho hai nàng. Mai hỏi chị này là mình có thể đi quay một vòng cái vườn nho ở đây được hay không? Chị nói ok, mình có thể quay. Thì Mai sẽ quay cái vườn nho bên Mỹ, ở bên Canada với bên Mỹ nhìn như thế nào cho mọi người xem nha. Chị này là đang hỏi mình từ đâu đến và đang làm đóng thùng cho mình với cái rượu này ha. Mình mua một thùng rượu quay luôn. Ông xã Mai lấy cái hộp nước táo này để vào cái ly rượu vàng cho con gái Mai uống. Sao mày nói chứ, con gái Mai là uống cái nước này người ta sẽ tưởng là con gái mình đang uống rượu. Cũng nhiều chiêu trò lắm nha. Đó, hai cha con đang đổ nước táo ra đó. Ok Ngân, look at me. Come here with the wine. Oh my god, Ngân, why you drink wine? She's a bad girl, Ngân. Mày ghẹo nó, mày nói chứ con sao con uống rượu vậy? Con là cô gái hư á. Oh my god, Ngân, so bad of you. I'm drinking clear wine. You drink clear wine? Con gái mình nói là uống rượu trắng. Còn chị này thì uống rượu táo. Nào Ngân quay lại uống cho mẹ coi coi nè. Yeah, you're so cool. Ba mẹ con hơi tẩn chút, mọi người thông cảm. Bởi vì lên liếc tôi dữ vậy hả?
Đây, mẹ hỏi cái chị này là nếu mà mình uống hết cái rượu Ice Wine này rồi mình có thể order từ bên Mỹ về được không? Thì chị nói là chị không có ship qua bên Mỹ ha mọi người ha. Thì chị nói là rất là nhiều chi phí tiền thuế này nó rất là cao và không có ship được. Mình chỉ có thể mua lần này thôi. Trời ơi. $400. Ồ, mình ghé vô đây thôi mà $400 tiền mua rượu đó mọi người. May là vợ chồng mình là không có thích mua rượu nha. 408 đồng 90 cent, 410 đồng nè. Đó, vợ chồng mình không thích mua rượu mà cuối cùng mình vô đây mà cũng bị ghé mua hết $400 tiền rượu. Thôi kệ, nó mua về làm quà tặng cũng được. Đây bây giờ thì gia đình Mai sẽ đi ra xem cái vườn nho ha. Đó, xem vườn nho để quay cho mọi người xem cái vườn nho bên Mỹ này nó có giống vườn nho Việt Nam không. Mai thì Mai thấy là Mai chưa được đi vườn nho Việt Nam nhưng mà hả, Mai coi trên YouTube, trên TV thì Mai thấy vườn nho ở Mỹ với vườn nho Việt Nam hoàn toàn khác nhau ha. Xin mời mọi người theo chân Mai. Cả nhà mình ơi, đây là cái vườn nho của họ nè. Ồ, đây là cái xưởng rượu nè, mày quay cái xưởng rượu trước ha. Ở phía trước họ để nhiều cái thùng rượu nè, mọi người thấy không? Ở trong này là họ trữ rượu, họ lên men nho ha, để họ làm thành rượu. Còn đây là cái vườn nho của họ ha. Cái vườn nho ở Việt Nam thì mình thấy là thường là cao quá đầu ha. Và ở dưới cái đầu mình đi dưới cái vườn nho ha. Tuy nhiên vườn nho ở Mỹ á, hoặc là Canada thì đa số là chỉ thấp như vậy thôi. Và họ sẽ chằng theo từng hàng như vậy nè mọi người. Họ kéo dây một dây dài đó thôi chứ họ không có kéo xuyên qua bên này, xuyên qua ngang ha. Đó, họ dăng theo từng hàng như vậy. Đó, đây là cách mà nho họ trồng ha. Và mỗi mùa đông thì cái nho này họ ngủ nha mọi người, không có chết, ngủ đi. Và mỗi mùa xuân, mùa hè thì nó lại mọc lại ha. Đó, những cái tán nhỏ nhỏ này thì mọc lại nè. Cả nhà mình thấy không, cái gốc nho ở đây rất là to ha. Chứng tỏ là cái gốc nho này từ lâu đời lắm rồi. Đó, gốc nho giống như là cái thân cây vậy đó. Thì ở đây Mai thấy nè mọi người không? Mọi người thấy nãy giờ không thấy cái chùm nho nào hết ha. Đây, Mai quay cho mọi người thấy ha. Đây là cái chùm nho nè. Dễ thương không? Đây là loại nho tím ha. Đó, những chùm nho nhỏ nhỏ này nó núp lùm ở trong này nè. Và chưa có đến mùa thu hoạch ha, nó cũng còn hơi nhỏ mọi người ha. Đó. Đó. Thì ở đây có nhiều giống nho ha. Đây là nho tím nè. Đó. Nho tím nè. Còn đây là nho xanh mọi người ha. Đó, mọi người thấy đã không? Quá trời nho luôn. Wow, Mai thì rất là thích ăn nho. Nhưng mà nho phải giòn, phải ngon, mình thích mới thích nha. Cũng thích khôn lắm chứ không phải thích thường đâu mọi người. Wow, đã quá. Mai rất là thích đi vườn nho nhưng mà Mai chưa bao giờ có cơ hội được đi. Hôm nay mới có cơ hội đi. Trời ơi, đây mới là đã nè cả nhà ơi. Mọi người thấy không? Nó gì đó trong này nè. Nó chi chít luôn nè mọi người thấy không? Đó, bên này nữa nè. Wow, so much, quá trời nho luôn ha. Đó, ây da, những chùm dưới đây nữa nè, thấy không? Phê chưa? Wow, đã quá. Để Mai ăn thử một trái nhỏ này, thử cái nó đã chín chưa ha. Nó hơi chua chua mọi người, không phải nó chưa chín đâu. Wow, mẹ đâu có ăn đâu. Đây nè, nè, nhìn thấy không? Con gái mình nó không cho ăn. Nói chung là bên Mỹ này tụi nó con nít nó rất là tuân thủ luật. Wow, đã chưa? Cái những cái nhùm nho mà chưa có chín lắm thì một nửa màu xanh, một nửa màu tím ha. Wow, ông xã Mai thì không có mê ra cái vườn nho này giống như Mai, mà Mai thì Mai rất là mê luôn mọi người ha. Đó, mọi người thấy không? Vậy da. Trời ơi, nó đã còn hơn cái chữ đã nữa. Rồi, phải chỉ có ngày được đi thu hoạch nho ha. Đó. Đây còn bên đây là mọi người thấy đây là nho xanh luôn. Đó. Quá trời nho xanh ha. Đó. Cái này là nho xanh nè, tại vì cái nó to to vậy rồi mà nó vẫn chưa chín là những nho màu xanh mọi người ha. Wow, nhìn rất là mê luôn. Wow, đây là nho tím. Ở mọi người thấy không? Mấy em này núp lùm trong này nè mà chị vẫn còn tìm ra nha. Mình ồ mày có thấy đã không? Quá trời thích nho luôn á. Thì vườn nho của họ rất là rộng lớn ha. Rộng mênh mông ở kia kìa, thì Mai chỉ đi xem một chút xíu cho mọi người, quay một chút xíu cho mọi người xem thôi. Là cái cách họ trồng nho như thế nào ha. Và cái cây nho bên Mỹ này nhìn ra sao thôi. Còn bây giờ thì Mai sẽ quay lại chỗ của ông xã Mai với là hai đứa nhỏ. Chưa gì hết mà làm đổ ở đây rồi. Đổ đó tùm lum, ai làm đổ vậy? Hên. Hả?
Đó, xí mũi chiên da là quậy phá. Làm đổ rồi đó. Ngân đi vô rửa chân đi. Bà kêu con gái đi vô rửa chân. Để, tại vì nó bị rít lắm mọi người ha. Nếu mà không rửa rồi bà đi. Ở ngoài cái xưởng ruộng này thì họ để rất là nhiều bàn cho mình ngồi ha mọi người. Đó, mình nghĩ là buổi chiều chiều thì rất là đông người ở đây luôn. Thời tiết hôm nay rất là đẹp, không có nóng mà cũng không có lạnh nữa. Rất là đẹp luôn. Đó, con gái Mai với ông xã Mai thì đi vô giải quyết hậu quả rồi. Cho làm đổ vô. Hai nàng đã trở lại. Con rửa sạch rồi phải không? Cái gì vậy? À, để lau bàn á. Đem theo khăn giấy để lau bàn. Đúng rồi, làm đổ rồi phải tự lau chứ, giỏi. Ông xã Mai mua cái gì đây? Rồi mang theo cái khăn giấy ra nữa. What is that, honey? For me? That's not clean. Ông xã mình nói cho mình nè. Where's your bottle of water? No, that's not clean. We clean it with the water. Where's the bottle of water? Cái gì đây trời? Is it in the car? What's it? Oh, trái cây sấy. Đây là trái cây sấy. Họ cho mình bánh với lại trái cây sấy với lại ham. Thịt nguội với lại... No, big circle, like wax cheese. On, wax off. That's right, wax on, wax off. All the way. Keep going. Đó. Some more. À, cái on. Bữa này, on, cái gói đồ ăn này là 23 đồng mọi người. Wax on, wax off. Đã, trong này có một cái cục là chi mềm á. Chi mềm là mọi người nói là ở đây Việt Nam là rất là ấy ha. Nói là rất là mắc tiền, mấy thì mấy không biết. Đó, hai bà nhảy vô là ăn rồi. Này ăn Madeline. Okay. Hỏi là có chi, cái chi dẻo hay nè. Là cái gì? Mấy cái này mắc tiền lắm á. Nó kêu nó không expensive, actually, nó không ăn. Vậy ăn thử đi. Đó thì đi đâu ông xã mình cũng phải giải thích, cũng phải nói ha. Tại vì ba mẹ con mình là không có biết về văn hóa của Mỹ, không hề biết luôn. Tất cả đều mới mẻ, cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng lạ lẫm hết á. Cái này là trái apricot rồi chứ gì ta? Trái mận hay trái mơ? Mình nghĩ vậy á. Spread some on the toast they give me. Nói chung là dòng họ của nó đó. Ăn cũng ngon mọi người, nó họ sấy lại dẻo dẻo, giòn giòn. I already tried it.